Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi cái tiệm siêu thị 1 đồng nha mọi người. Bây giờ cả nhà em bắt đầu đi vô Dollar Store nha mọi người. Đây, ở bên Mỹ này có một cái tiệm Dollar Store là nó chuyên bán đồ với giá 1 đồng đó mọi người. Vô bất cứ cái gì cũng 1 đồng hết trơn. Kẹo, bánh hay sách vở hay cái gì cũng 1 đồng hết. Bây giờ em sẽ quay cho mọi người xem nha. Rồi. Đó. Andy vô đây lúc nào cũng mê hết trơn. Các bạn xem nè. Đồ trang trí nè. Dễ thương không? Cái này là đồ trang ăn bánh kem đồ đó. Nhưng mà ở trong đây kể cả đồ ăn luôn mọi người. Đồ ăn luôn cũng giá 1 đồng luôn. Này như cái rổ như vậy là cũng 1 đồng. Mọi người thấy không? Đây. Như cái sọt này quả thấy không? Một cái sọt như vậy là cũng 1 đồng thôi, giá. Đó, nè, đó. Như vậy đó. Và cái giỏ này cũng 1 đồng luôn. Nè, các bạn thấy không? Bất cứ cái gì cũng 1 đồng hết. Muốn lấy cái gì đó lấy à. Mấy cái này ở ngoài chợ bán 7-8 đồng không có bạn, mắc lắm. Cái mũ nhưng mà nó đồ nó thì nó hơi mỏng, nhưng mà đối với mình xài thì ok. Mỏng nhưng mà được nè, các bạn thấy không? Cái giá này dễ thương nha. Rồi nó quay đồ nhựa. Còn bên đây là đồ trang trí. Đồ trang trí các bạn. Dễ thương ha. Các bạn thấy nè, cái dồi sen. Cái dồi sen 1 đồng, thay vì ở ngoài tiệm mua 7-8 đồng, 10 đồng. Hôm nay mua 1 đồng xài cũng được. Cái kem đó nữa. Nhưng mà cái chất liệu của nó thì không có tốt bằng những cái loại mình mua giá mắc thôi. Hoa, quay đi quay hoa giả là thiệp nè các bạn. Nè các bạn thấy chỉ 1 đồng không? Đồ chế bàn mà. Bên đây họ làm tất cả đều là xài 1 lần rồi dục đúng không ạ? Nguyên cái quầy này là xài 1 lần rồi dùng. Dĩa ăn sinh nhật nè các bạn. Ở bên đây thường người ta sử dụng cái dĩa như thế này nè. Mỗi lần ăn là dục bỏ. Mỗi lần nhậu nhẹt rồi đó, cái mình ăn xong mình vứt luôn. Đi ra ngoài party rồi cái đồ mình chơi, mình ăn xong mình bỏ luôn. Muỗng nĩa nè, uống đĩa họ bán sẵn vậy nè. Mấy cái đồ này là ăn xong rồi vứt luôn các bạn. Nhìn đẹp ha. Bịch vậy 1 đồng. Quay này là ngoài giấy. Giấy gói, giấy gói quà 1 đồng 1 cây. Mấy cái cây này á, nó hơi nhỏ. Còn được trước mình mua cái cây nó bự hơn. Cái lõi này nó bự hơn, nó nhiều hơn. Thì nó đến 2 đồng, 3 đồng 1 cây. Nè các bạn thấy không? Cái này là để gắn lên hộp quà. Các bạn biết mấy cái này là gì không? Cái dòng phát sáng á. Mình đập lên, mình bẻ lên cho con nít chơi á. Quầy này quầy đồ chơi. Cứ một món dạng đồng. Các bạn nhìn thấy không? Đồ chơi nhóc luôn. Các bạn coi mấy cái hũ như mấy cái ly. Mấy cái này là đồ cắm bông. Mấy cái bình này mình để cắm bông cắm hoa. Đây nè. Này bỏ vô cái đầu nuôi cá hoặc cắm hoa. Cái hũ dễ thương ha, cũng dày với bộ. Đợt này dày á ha. Cái này nó đẹp hơn cái thằng kia nó dĩnh ra chút xíu này. Cái dĩnh nó thấy gì khó xài mà cái này nó túm nó dễ xài. Anh lấy cái đó để xuống mình gớt. Đây có những cái bình rất là dễ thương các bạn. bóng hoa. Bạn xem nào, đồ ăn luôn, đồ ăn cũng là một đồng một món, cái gì cũng một đồng hết trơn. Đó, trứng gà cũng một đồng luôn các bạn. Một dĩa trứng gà 12 hay 16 anh? 12. Coi nhìn trứng gà ngon không? Cũng được, đâu có nhỏ. Hot dog nữa các bạn. Hot dog. Cái này theo kiểu là mấy người mà họ muốn tiết kiệm họ vô đây họ mua họ ăn. Cái này fan pie nè anh, fan pie pizza rồi nè. Không các bạn, 1 đồng 5 gói mì Mỹ. Không biết làm sao mà cái tiệm này nó thầu được cái đồ giá rẻ, nó bán rất là rẻ. Thôi mì đó em không ăn đâu, mì đó ở nhà còn. Rất là nhiều đồ ăn luôn các bạn ơi. Nè, vô đây cứ đồng món, bởi vì trong đây nó không có để giá vậy nè các bạn. Nè, đồng hết rồi, cái nào cũng đồng hết. Hamburger một cái đồng luôn. Rồi cái hộp này, hộp nhỏ 2 cái đồng luôn. Đồ Mỹ nè, đồ Mỹ này cứ bỏ vô microwave và bắt đầu bấm nè, gỡ hộp ra, bấm 4 phút 5 phút là ăn thôi. Có kem nữa nè, lấy kem đây, mẹ lấy kem cho anh Hiền nha. Rồi bây giờ em sẽ lấy kem về, hai mẹ con em ăn kem nha mọi người. Kem này ngon lắm nè, kem này rồi. Tới cái quầy này là quầy nước rửa chén và đồ dùng. Các bạn thấy mấy cái chai này hả, mua mắc lắm, nhưng mà ở trong đây nó bán rẻ, cứ đồng này. Cho nên cái tiệm này hầu như là lúc nào cũng đông khách hết trơn. Các bạn thấy chai công thon, nước sa vải nè, chai bự hình như một lít luôn á các bạn. Mình đi đến đây là mình thường để cái quầy này lắm các bạn. Ly, mình mê ly lắm các bạn, rất thích ly, đặc biệt là những cái ly men thế này nè các bạn. Nè đó, những cái ly men thế này mà có in hoa văn gì nè, mình rất là thích, rất là mê. Và lần nào mình đi tới đây mình cũng hay ghé vô. Lần trước mình mua cho hai vợ chồng mỗi người một cái, mua một cặp, rẻ có 1 đồng, đẹp ghê. Ly thủy tinh thấy dễ xài cũng dày lắm các bạn, là êm lắm để làm cocktail rồi đó. Đây là thiên đường sô cô la, tất cả mọi thứ cái nào cũng 1 đồng hết luôn. Wow, các bạn coi ơi, đây nè, không 1 đồng không thôi. Đây cũng gì luôn, đây cũng gì luôn. Một hộp như vậy rồi, kẹo dẻo quá đã luôn. Nhưng mà tại mình không thích ăn kẹo cho nên chỉ quay cho các bạn xem thôi chứ không có mua. Đây là đồ gia dụng rồi các bạn, đồ gia dụng là đó các bạn thấy không. Các bạn xem giá nè. Giá muỗng đĩa tất cả mọi thứ, giá múc canh rồi nè, có dao nữa nè các bạn. Mấy cái dao này xài cũng êm lắm, đây nè, cái dao này xài cũng êm lắm. Rồi đồ bào tính ra là 20.000, khoảng 21-22.000 vậy đó. Rất là nhiều các bạn thấy không, đó nó dài xuống dưới luôn á. Rồi đi về thôi. Bây giờ em sẽ xin ăn. Cũng ngon rồi ba. Cũng ngon.